Xung quanh bạn có những định kiến nào, bà hàng xóm của bạn thường hay nói những gì? Bao giờ lấy chồng? Cọc đi tìm châu? Con gái là con nhà người ta? Định kiến đến từ những tư duy đã cũ của thế hệ trước, đến cả từ những áp lực xã hội. Yêu không định kiến là cuốn sách của nhóm tác giả Việt Nam Organization for Gender Equality, vô, một tổ chức hoàn toàn do thanh niên lập ra với sứ mệnh xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam có đầy đủ kiến thức về bất công giới, có trách nhiệm và ý thức thay đổi, đóng góp cho cộng đồng tập trung vào những vấn đề giới và định kiến xoay quanh tình yêu đôi lứa yêu không định kiến đưa ra cuộc thảo luận đa chiều về tình yêu với các mối quan hệ xã hội từ những bậc phụ huynh đến bạn bè và cả những người quan sát bên ngoài xã hội thông qua những câu chuyện không của riêng ai chuyện ai là người chi trả trong những cuộc hẹn hò những hành vi ghen tuông nữ tính xích mích nữ quyền nhóm tác giả giúp người đọc nâng cao nhận thức về tình yêu tránh trở thành nạn nhân của bạo lực giới và bất bình đẳng giới không chỉ vậy vô chỉ ra những hậu quả những hành vi độc hại vì định kiến và mang đến cái nhìn sâu sắc từ bên trong các định kiến tranh lệch giữa thế hệ trẻ và phụ huynh đồng thời gợi ý những cách xử lý để cuộc sống tươi sáng hơn với những câu hỏi và sự gợi mở cuốn sách đề cập đến những vấn đề gây tranh cãi nhưng không áp đặt mà mang tính mở rộng suy nghĩ để mỗi người can đảm đấu tranh can đảm yêu thương mỗi ngày giới tính không phải giới hạn đừng để điều gì ngăn cản bạn yêu thương